Thu Hương xin mến chào các bạn trẻ đã đến với kênh nghe đọc sách để gia tăng kiến thức, giúp ích cho đất nước và xã hội Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các series với nội dung của sách Tinh thần tự lực, những tấm gương về lòng kiên trì do tả giả Samuel Smiles viết và Phạm Viên Phương dịch văn bản tiếng Việt. Chương 1. Tự lực, cấp quốc gia và cá nhân. Giá trị của một quốc gia về lâu dài chính là giá trị của những cá nhân tạo nên quốc gia đó. Chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào các hệ thống và quan tâm quá ít tới con người. Trời giúp những ai tự giúp mình là một châm ngôn đã được thực tế chứng minh, biểu hiện những kết quả từ kinh nghiệm rộng lớn của con người trong một phạm vi nhỏ. Tinh thần tự lực là căn nguyên của mọi tiến bộ đích thực trong cá nhân và khi được biểu lộ trong cuộc sống của nhiều người, nó tạo ra nguồn cội thật sự cho sức mạnh và nguyên khí quốc gia. Trợ giúp từ bên ngoài thường có tác động làm mềm yếu, nhưng trợ giúp từ bên trong thì luôn tăng cường sinh lực. Bất cứ gì được thực hiện dùng con người hay giai cấp, ở chừng mực nào đó luôn làm mất đi tác nhân kích thích và nhu cầu tự làm cho mình và ở đâu mà con người tùy thuộc vào sự hướng dẫn thái quá và quản lý thái quá. Xu hướng tất yếu sẽ là biến con người thành tương đối mất khả năng tự lo liệu. Ngay cả những định chế tốt nhất cũng không thể đem lại trợ là để cho cá nhân được tự do phát triển bản thân và cải tiến hoàn giúp tích cực cho cá nhân. Có lẽ việc tốt nhất mà chúng làm được cảnh riêng của mình. Nhưng trong mọi thời đại, con người có xu nhờ các định chế hơn là cách hành xử của chính họ. Từ đó giá trị hướng tin rằng hạnh phúc và an sinh của họ sẽ được bảo đảm được đánh giá quá cao. Việc xây dựng một phần triệu của một cơ của pháp luật như tác nhân cho sự tiến bộ của con người thường quan lập pháp bằng cách bầu cho một hay hai người cứ mỗi ba hoặc năm năm. Cho dù nghĩa vụ này được thực hành một cách đầy đủ ý thức tới đâu, cũng chỉ tạo được ảnh hưởng tích cực nhỏ nhoi tới cuộc sống và tính cách của mỗi người. Hơn nữa, mỗi ngày ta lại hiểu rõ hơn rằng chức năng của chính quyền có tính tiêu cực và hạn chế hơn là tích cực và chủ động. Khi nó chủ yếu được chuyển hóa thành sự bảo vệ cuộc sống, tự do và tài sản. Luật pháp, khi được thực thi khôn ngoan, sẽ bảo đảm cho con người trong việc hưởng thụ thành quả lao động của họ, dù là từ tinh thần hay thể xác. Với một khoản hy sinh cá nhân tương đối nhỏ nhưng chẳng có luật pháp nào, dù nghiêm ngặt tới đâu, có thể biến một kẻ lười nhác thành chăm chỉ, kẻ hoang phí thành tiết kiệm, hoặc kẻ say xưa thành tỉnh táo. Những cải cách kiểu đó chỉ có thể diễn ra thông qua hành động, tiết kiệm và sự hy sinh của cá nhân, nhờ những thói quen tốt hơn thay vì nhờ những quyền hạn lớn hơn. Người ta thường thấy bản thân chính quyền của một quốc gia chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu những cá nhân cấu thành quốc gia đó. Chính quyền mà đi trước dân chúng tất nhiên sẽ bị kéo xuống cho ngang bằng dân chúng, với chính quyền tụt ra sau dân chúng thì về lâu dài sẽ bị kéo tới trước. Trong trật tự của tự nhiên, tính cách tập thể của một quốc gia chắc chắn sẽ đạt được những kết quả phù hợp trong luật pháp và chính phủ của nó, giống như nước chắc chắn sẽ tìm được mức cân bằng của nó vậy. Dân chúng đáng trọng sẽ được cai trị một cách trân trọng, và dân hủ bại và rốt nát sẽ bị cai trị một cách tồi tệ. Như thế mọi kinh nghiệm đều dùng cho việc chứng minh rằng giá trị và sức mạnh của một quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào tính cách của người dân hơn là vào hình thức của các định chế. Vì quốc gia chỉ là tổng hòa các điều kiện cá nhân và bản thân nền văn minh cũng chỉ là vấn đề cải thiện riêng tư cho đàn ông, đàn bà và trẻ em cấu thành xã hội. Tiến bộ quốc gia là tổng số của tính cần cù, năng lực và công chính của cá nhân, còn sự suy tàn quốc gia là kết quả của thói lười biếng, ích kỷ và trị lạc cá nhân những thứ mà chúng ta quen kết án là tệ nạn xã hội, phần lớn hóa ra chỉ là hệ quả của lối sống hư hỏng của chính con người. Và tuy chúng ta có thể nỗ lực giảm bớt chúng và loại trừ chúng bằng luật pháp, chúng vẫn sinh sôi trở lại với sức sống mạnh mẽ dưới hình thức khác nào đó, trừ phi những điều kiện của cuộc sống và tính cách cá nhân được cải thiện triệt để. Nếu cách nhìn này đúng, thế thì lòng yêu nước và bác ái cao nhất không phải ở việc thay đổi luật pháp hoặc điều chỉnh các định chế mà ở việc giúp đỡ và khuyến khích con người nâng cao và cải thiện bản thân thông qua hành động tự do và độc lập của cá nhân. Việc một người được kiềm chế từ bên ngoài thế nào thì tương đối ít quan trọng, trong khi đó mọi sự là tùy thuộc vào cách người đó tự kiềm chế mình từ bên trong. Kẻ nô lệ lớn nhất không phải là kẻ bị một bạo chúa cai trị, tùy cái xấu là rất lớn, mà là kẻ trở thành nô lệ cho thói ngu dốt, đạo đức, ích kỷ và trị lạc của chính mình những quốc gia bị nô dịch tận trong lòng như thế thì không thể được giải phóng bằng cách đơn thuần thay đổi kẻ lãnh đạo hay các định chế và đến chừng nào ảo tưởng tai hại này vẫn còn phổ biến rằng tự do chỉ tùy thuộc vào và chủ yếu nằm ở chính quyền thì những thay đổi đó bất kể nó được tiến hành với giá nào chỉ có chút ít kết quả thực tế và lâu bền như việc thay đổi hình ảnh trong một cảnh ảo tạo ra bằng máy chiếu hình nền tảng vững chắc của tự do phải dựa trên tính cách của cá nhân điều này cũng là bảo đảm duy nhất cho an ninh xã hội và tiến bộ của quốc gia John Stewart M.I.L. từng nhận định rằng ngay cả chế độ chúng ta đặt vào những người từ các nước khác đến với chúng ta. Tuy cũng như rất nhiều người khác tôi trân trọng những lợi thế lớn mà sự giao lưu này chắc chắn đem lại cho chúng ta, nhưng tôi luôn có ấn tượng sâu xa với cảm giác rằng sự độc lập về công nghiệp của chúng ta thì tùy thuộc vào chính chúng ta. Tôi tin rằng với sự cần cù đơn sơ và sự chính xác cẩn trọng trong việc sử dụng những nguồn năng lực, chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội tốt hơn cũng như viễn tượng sáng sủa hơn như hiện nay. Chúng ta đã có một bước tiến như lòng kiên trì là tác nhân lớn của thành công, và nếu chúng ta cứ tiếp tục một cách hàng say, tận thâm tâm tôi tin rằng trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ đạt tới tình trạng sung túc, hạnh phúc và độc lập ngang với bất kỳ dân tộc nào khác. Mọi quốc gia đã trở nên như hiện nay nhờ vào suy nghĩ và lao động của rất nhiều thế hệ dân chúng. Những người lao động kiên nhẫn và cần cù ở mọi tầng lớp và điều kiện sống khác nhau, những người canh tác đất đai và khai thác hầm mỏ, những nhà phát minh và khám phá, những nhà công nghiệp, thợ cơ khí và thủ công, những nhà thơ chiết gia và chính khách tất cả đã đóng góp vào thành quả lớn lao này một thế hệ xây dựng trên lao động của thế hệ trước và đưa thành quả tới những trình độ cao hơn sự kế tục không ngừng này của những người lao động đáng kính những người thợ của nền văn minh đã góp phần cải biến hỗn độn thành trật tự trong công nghiệp khoa học và nghệ thuật và như thế giống nòi đang sống hiện nay trong tiến trình của tự nhiên đã trở thành người kế thừa cái di sản phong phú có được nhờ kỹ năng và sự cần cù củ của thế hệ cha ông được trao tới tay chúng ta để bồi đắp thêm và trao lại không những còn nguyên vẹn mà còn được cải thiện cho thế hệ kế tiếp. Tinh thần tự lực như được thể hiện trong hoạt động hang say của các cá nhân đã là một đặc điểm nổi bật trong tính cách của người Anh qua mọi thời đại và tạo ra thước đo đích thực cho sức mạnh quốc gia của chúng ta. Vươn lên trên cái đầu của đám đông, ta luôn thấy một loạt những cá nhân kiệt xuất hơn mọi người, họ khiến đám đông kính trọng. Nhưng sự tiến bộ của chúng ta cũng nhờ vào vô số những con người nhỏ bé và ít được biết tới hơn tuy chỉ tên tuổi của các tướng lãnh là được ghi nhớ trong lịch sử của mọi chiến dịch lớn nhưng các chiến thắng giành được phần lớn là nhờ lòng dũng cảm và anh hùng của những lính trơn và cuộc sống cũng vậy là cuộc chiến của những người lính những lính trơn ở mọi thời đại luôn nằm trong số những người lao động vĩ đại nhất cuộc đời của nhiều người đã không được ghi lại tuy họ đã ảnh hưởng lớn lao đến nền văn minh và ép tiến bộ không kém những con người vĩ đại may mắn hơn khi tên nhất vốn nêu cho mọi người một tấm gương về sự cần cù chừng tuổi được ghi trong các bộ tiểu sử ngay cả con người khiêm tốn mực và sự lương thiện công chính trong mục đích cuộc sống cũng có một ảnh hưởng hiện tại cũng như tương lai đối với tình trạng an sinh của đất nước họ